chỗ rồi. Xe này chạy lên buông được á. Xe bánh to. Cái bánh nó quay không nổi. Còn ong hết rồi. Đây chứ. Xe này nhé. Xe mất bánh. Hết. Đâu? Dép đâu rồi? Dép bỏ đâu? Tôi gần hết đất rồi kìa. Giờ có xe gì không đây? Con cái này phải cái này chụp xong.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.